bao nhiêu? 35,2 triệu. Để lâu chưa? 3 năm chứ nhiều. Ai dây ai? Tao cho mày dài. Vậy giờ đã trả được bao nhiêu? 3 năm qua 200 đúng vốc. Thì từ từ làm gì thấy ghê. Tao đang mua căn hộ chung cư thì tiền đâu đưa mày. Đuối quá, thiệt sự giờ là đuối quá. Chỉ còn mày bản thân thôi. Tới lượng tao rút ra trả cho mày liền. Hết cách, thiệt sự giờ là hết cách. Tao lại mày làm ơn đi. Giúp tao đi một tao nhớ ơn. Thì có đó mới tìm được con ơi. Thím nói con nghe, dính tới tiền bạc coi như tình bạn bè chăm hết. Không ai nếu biết nha, hãy in tư ba mẹ gì tới đó đòi nợ. Hên xui còn được. Má của tao bị ung thư, sắp tới nhập viện. Kim không được tiền, coi như cuộc đời này chấm hết. Không biết không biết à, cho con trai tôi mượn tiền. Kim nói làm gì làm, đầu ngu trả dần. Ủa? Bao nhiêu? 30 triệu. Lâu chưa? 6 tháng rồi. Nào trả? Đây nè, đây cái hẹn nè mày. Hả? Mày mày mượn nổi, mày làm ông làm nội tao hả? Hả? Tao cho hồ nè mày, mày thấy đồng đinh hả? Tính nói chuyện gì tao, bảo mày trả không, không có quan trọng. Chiều nay mà không có tiền trả tao là chết thẻ tao nha. Phải luôn luôn check in trô sang. Qua bên đây u sao nó sang. Cơm không ăn ăn xa xì mì. Này thì mì, này thì khoai lang. Chiều hôm tay đâu trên đá lát. Ừ thì nhìn cũng chiều. Đăng story đâu trục tin hơn. Vậy mà không vô đọc. Thứ sao, đã hẹn là ngày thứ sáu. Còn tuần nào thì chưa hay. Thiếu lâu thôi chứ tao có ăn quỳnh đâu. Xong cho, khẳng định là đủ xong cho. Đẹp đẹp cho, thì sorry. Tới phiền tao đứng lên mày coi. Ngày thứ sáu thứ 2002. Thiếu tới chừng nào, lúc tới mượn tiền. Xạo ôm vò tao mà khóc lóc. Thiếu hoài. 3 năm nay chưa vừa gì. Mèo lấy đồng lời. Tao coi mày bạc. Tức nước bánh bờ nghe chưa. Ép quá làm liều. Nếu biết điều thì không ai mà dặn mắm sáng chén. Bét rồi. Đây vàng nè. Chiếc nhăn chưa lại. Tại bên điện thoại. Nếu muốn chơi bạn cho lâu, tốt nhất tiền bạc quyết toán rõ ràng. Không thôi là mình sẽ mất trăng. Đến lúc đã mất rồi, đừng nên kêu xui hay hận đời. Dứt khoát từ đầu, không ai phải buồn. Quay! Mày kêu tôi ra đây làm gì mà mày không đứng im ngu rồi ngủ? Tao nói rằng tao có tao trả, thời gian tao không có. Mày hẹn ra đây rồi ngủ. Chừng nào tao có tao trả, nghe mày để cho tao cái sự tôn trọng cho mày đi. Để tao biết tôi còn trả mày chứ không tao giật mày đó. Nếu muốn chơi bạn cho lâu, tốt nhất tiền bạc quyết toán rõ ràng. Không thôi là mình sẽ mất trăng. Đến lúc đã mất rồi, đừng nên kêu xui hay hận đời.